is a monkey. Yes. Number four, what is it? Is a bear. It's a bear. So number six, what is it? Is a penguin. Yeah, it's a penguin. Rồi, very good. Rồi, cô kiểm tra một số các từ thế thôi. Thì cái từ tiger này của chúng ta nó mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là con hổ ạ. Rồi, con hổ nha, con hổ. Thế còn con sư tử là gì nhỉ? Sư tử là... sư tử là... Lion. Đúng rồi, sư tử của tiếng chúng ta trong tiếng Anh là lion, đúng chưa? Rồi, ok, very good, lion. Rồi, ok, nào vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái bài khác nha. Rồi, ok, so nhìn vào đây cho cô nào. What can you see? What can you see có nghĩa là gì nhỉ con nhỉ? Can you see có nghĩa là con nhìn thấy cái gì? So what can you see có nghĩa là con nhìn thấy được cái gì? Thế bây giờ con nhìn thấy những cái gì? Con nhìn thấy cái gì mà con biết tên trong tiếng Anh thì con nói cho cô nào. What can you see? I can see boy. Thế gì nào? Con nhìn thấy cả boy nữa. Nào đầu tiên đi, con cứ nói cho cô là nào, có gì con đi. Nói con nói từ đầu tiên là boy. Boy á, boy là gì? Boy. Boy á, boy là cái gì con? Bạn trai. À, boy á, mình gọi là boy nha, mình không nói là boy mà mình đọc là boy. Thì bình thường đọc là boy cũng được nhưng mà đừng đọc là boy. 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 Được chưa? Con đọc lại cho cô nào. Boy. Nào. Rồi gì nữa nào? Thì ở đây con nhìn thấy mấy bạn trai, con nhìn thấy mấy bạn nam ở đây nào? Hai bạn trai họ. Còn mấy bạn? Hai bạn đúng không? Hai bạn thì mình sẽ sử dụng cái gì? Mình sẽ sử dụng boy có gì nhỉ? I can see boys. Đúng rồi, I can see two boys, đúng không? I can see two boys. Tiếp. Gì nữa không? What else? I can tức là see. con có thể nói là gì? Two boys, xong con nói tiếp đến 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 những cái khác luôn ý. Ví dụ như là boys, ngoài boys ra thì còn gì nữa không? I can see one mother. One mother. Ok, rồi one mother gì nữa? I can see one tiger. Yes, what can you see? I can see one elephant. Can see one monkey. I can see one fox. Fox là con gì? À, rock đó hả? One rock. Con đọc cho cô cả âm cuối ra nha. Rock. Rock. Rồi, ok, good. I can see one five. I can see five tree. Tree, nếu như là five tree chúng ta nói như thế nào? Five tree. Tree có gì? Có S không? Ừ, con nói lại nào. I can see
Five trees. Rồi, very good. Ok, vậy thì câu hỏi nhá, how many animals can you see? I can see six. I can see Now I can see mấy nào animals, khi cô hỏi về animals tức là cô hỏi về con vật nói chung đúng không? Thế con nhìn thấy mấy con vật thì con nói cho cô đúng không? How many I can animals see can six. you see? I can see six animals. Very good. Nhưng mà animal phải có gì? S con vừa đọc S rồi mà. Thế bây giờ con đọc lại cho cô nhé. Chắc là cô nghe chưa rõ lắm. Bây giờ con đọc lại cho cô nhé. How many animals can you see? I can see six animals. Rồi, very good. Tiếp theo, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cái khác, đó là về vị trí của đồ vật hay là vị trí của con vật. Được chưa? Ok, thì ở đây khi chúng ta nói về vị trí của đồ vật hay vị trí của con vật thì mình sẽ có một số những cái từ cơ bản như là ở trên đúng không? Ở trên này, đối diện trái nghĩa về từ ở trên sẽ là ở đâu nhỉ? Trên một thứ gì đó. Ở trên rồi, thế bây giờ mình đối ngược nghĩa về từ trên, từ ngược nghĩa về từ ở trên sẽ là ở đâu? Sẽ là ở dưới. Đúng rồi, ở trên này, ở dưới và ở trong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vào học ba cái, đó là ở trên này, ở dưới và ở trong. Trước hết nói về ở trong trước, con nhìn này, con khỉ này nó đang ở đâu so với cái thùng nhỏ? Đang ở trên, dưới và trong. Ok, rồi, đầu tiên cái từ cái con khỉ là con khỉ đầu tiên á, con nhìn vào con khỉ đầu tiên cho cô nào. Con khỉ đầu tiên nó ở đâu so với cái hồ? Nó ở trong á. Nó ở trong đúng không? Và ở trong trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh là in, con đọc cho cô này, in, In đấy. đúng rồi, in, được chưa? Đó là ở ở trong, được chưa? Tiếp tục là ở trên trong tiếng Anh là on, được chưa? Ở trên trong tiếng Anh là on, right? Rồi. Nào và ở dưới từ này thì dài hơn một xíu, ở dưới trong tiếng Anh là under. Under. Ok. Rồi, ok, bây giờ cô hỏi lại nào. Ở trong là gì? Ở trong là in. Ở trong là in, ở trên là On. còn ở dưới là Ở dưới là con quyền ạ. under. Under, Rồi, under, đọc cho cô under, nhé. Under. under. Rồi, very good. Rồi, nào thêm một lần nữa nào. Ở trong là Ở trong là under. ở trong là gì? Trong in. In, đúng không?